vừa làm việc vừa chơi game và vừa có tay vịn bên cạnh. À không không, tay vịn đến từ chiếc ghế Era EEC221 này, và cùng Minh Phong tìm hiểu về chiếc ghế này nhé. Đầu tiên về phần ngoại hình cũng như là thiết kế đến từ chiếc ghế công thức học này thì chúng ta thấy đó là một thiết kế cực kỳ chắc chắn và thiên về hướng văn phòng, cho nên là người ta sẽ chọn chiếc ghế này nhiều tại vì sự êm ả cũng như là sự thoáng khí đến từ tấm lưới cũng như là tấm đệm mông ở đây. Còn về mặt sau của chiếc ghế này cũng như là mặt sau của tấm lưới thì khi mà chúng ta ngả lưng đô thì sẽ được thêm một tấm cao su non như thế này để có thể mang lại độ đàn hồi tốt khi mà chúng ta muốn ngả lưng hoặc là khi mà ngồi thẳng đứng. Và bây giờ đến phần mở đầu video, Minh Phong cũng đã nhắc đến đó là phần tay vịn, chắc chắn là anh em sẽ thích nhiều đây. Và phần tay vịn của chiếc ghế Era này thì chúng ta có thể điều khiển này độ cao thấp tùy chỉnh theo ý của anh em. Và ngoài ra thì ở mặt tay vịn này thì chúng ta sẽ được thiết kế bọc bởi một lớp cao su giúp cho chúng ta để tay lên sẽ êm ả hơn. Và ngoài ra ở chiếc ghế công thức học đến từ nhà Era EEC221 này còn có một thanh để giúp chúng ta có thể điều chỉnh độ cao thấp của ghế để phù hợp với mặt bàn khi chúng ta làm việc hoặc chơi game, hoặc là chúng ta sẽ khó khi mà ngã lưng hoặc là không muốn ngã lưng thì ở đây có hết. Và ở bên dưới của nó thì chúng ta sẽ có một trụ thủy lực cực kỳ chắc chắn và có thể chịu trọng tải lên tới 80kg. Và phần bánh được thiết kế bằng nhựa PU cực kỳ chắc chắn cũng như là khi mà chúng ta di chuyển như thế này sẽ hạn chế độ ồn và bị chảy xước trên mặt sàn. Và nếu các em muốn tận hưởng cảm giác thoải mái như Minh Phong khi ngồi trên chiếc ghế Era này thì hãy nhanh tay đến ngay Hicom. Còn bây giờ đừng quên like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hicom nhé.